Câu hỏi của Quỳnh Thấm: con thường nằm mơ thấy một người đàn ông theo con. Người đó bảo con đi gửi cho bà cốt, đưa đi tu học ở trên chùa do bà diêu trì địa mẫu quản. Con rất lo lắng, không biết có nên làm theo không. Đây là một cái giấc mơ hoàn toàn mê tín, lẫn lộn giữa niềm tin mê tín của tín ngưỡng Nho giáo, Lão giáo và dân gian với đạo Phật. Mơ thấy việc khuyên mình đưa cốt của cho cái câu hỏi nó lộn thượng quá, cho bà cốt là bà nào hay là đưa cốt của bà cố lên chùa để dâng cho bà diêu trì địa mẫu hay là của bà con, cái câu hỏi không được rõ. Thì ý của câu hỏi này là gì? Tức là trong giấc mơ có một người chỉ dẫn là đem cốt của những người thân đã quá cố vào thờ ở các cái chùa bà nơi có thờ diêu trì địa mẫu để giúp cho người chết được siêu thoát. Đó là hoàn toàn mê tín. Thì theo Phật giáo đó thì có 6 cảnh giới phàm. Ở cảnh giới trung bình và cao thì gồm có làm con người, làm Atula, làm thiên. Ở cảnh giới sa đọa và thấp đó thì có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tái sanh về cảnh giới nào hoàn toàn do tổng thể nghiệp của người đó trong một kiếp người trước khi chết quy định và quyết định. Không có ai can thiệp, không ai sắp xếp và cũng không thể làm được việc đó. Cho nên nếu bà nội, bà cố, ông nội, ông cố đã qua đời mà khi còn sống đó, thì ông bà không phạm tội giết người hay những cái tội nặng nề bị tuyên án tử hình, sống một đời sống đạo đức chuẩn mực thì đã đủ tiêu chuẩn tái sanh làm người rồi. Và trong trường hợp tái sanh làm người đó thì trung bình 10 tháng sau khi chết, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn, đã trở thành cô cậu bé mới rồi. Cho nên đừng lo lắng và không cần phải cúng nữa. Thì quý vị chỉ cần dựa vào cái tinh thần đó để biết được cảnh giới tái sanh của người thân đã chết trong họ tộc của mình. Do đó đừng quá lo lắng. Hơn nữa, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, tất cả những nội dung trong giấc mơ đều không có thật. Đều không có thật. Cho nên quý vị đừng có phải lo lắng ha. Khi mà mình thương tưởng một người quá cố nào đó, hoặc là trong cái ký ức nó tồn động dưới dạng vô thức, thì ngày hôm đó có những cái cảm xúc hoặc là mệt mỏi, hay làm quá lao lực, hay là ngủ hơi ít, ở trong phòng quá nóng quá lạnh, gối quá cứng quá cao, vân vân, và là thức quá khuya, lao lực quá nhiều, thì tối quý vị sẽ rơi vào những cái giấc mơ, và nội dung của các giấc mơ đó đều phần lớn là khó thật, ngoại trừ một số giấc mơ dự tri đối với người có một phần nhỏ của thiên nhãn thông, tức là biết được chuyện sẽ xảy ra, chẳng hạn như là bà Volga ở phương Tây. Cái năng lực đó không phải có được mấy người đạt được đâu. Cho nên đó, chúng ta đừng có ngộ nhận cái giấc mơ của mình đó là để dự báo một cái gì đó, cái đó là mê tín, cuồng tín. Vậy do đó hãy nên quên đi. Và muốn
ngủ mà không gặp mơ đó, nhất là ác mộng, thì trước khi ngủ tập thể dục 15 cho đến 30 phút, hoặc quý vị có thể lại Phật 100 lại, hay là tập phát thủ, còn gọi là dịch cân kinh, trung bình 500 động tác, quý vị ngủ rất ngon giấc, và đồng thời rọ đèn tiêu ngoại vào sau óc khoảng 15 phút trước khi ngủ. Rồi thực tập thiền từ bi như trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an có dịch nguyên văn, nên là mình quán từ 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể tỏa ra năng lượng từ bi đối với người thân, người dân, kẻ thù, các loài động vật, các loài thảo mộc, và mong quá dài hết tất cả các quan trái, thì tâm của mình nó được thoải mái bình an, thì khi ngủ chúng ta sẽ vượt qua được các loại ác mộng.